Alo. Xin chào anh em. Rồi mà chúng ta tiếp tục tập 3 cho series đưa Việt Nam lên top 1 GDP. Bây giờ là năm 1876 và chúng ta đang đứng thứ 12 GDP rồi, với 22 triệu. Tập trước là đánh nhau hỗn chiến với bọn Đông Hán Hà Lan này, Đông Hán Hà Lan là yếu rồi. Đông Hán Hà Lan thì cũng không đủ tuổi nói chuyện mình rồi. Chúng ta có thể toàn quyền xử lý bọn này ở đây. Thằng nữa đâu à, lần này chia chế độ nào vậy? À, Việt Nam thôi, cứ Việt Nam mà nã nữa. Đánh Nhật được không? Không, chỉ một lúc thôi. Đâu mà đánh Nhật, thuyền đâu mà đánh Nhật. Rồi tiếng số 14. Xem qua những cái ba năm để nghiên cứu. Anh có cái mốt nào không? Không, cái mỗi mốt Việt hóa đó. Game này cần gì cái mốt gì đó, có thế mà chơi đó. Tôi cũng chả cái mốt gì cả.
Tưởng được ngày nghỉ off đi chơi. Không, vợ tôi đang chữa nên dạo này tôi có đi chơi đâu đó, toàn ở nhà chăm vợ đó. Chào Morgan. Rồi tính đánh ACE phát nhỉ? Thì bước phòng thủ với Hà Lan à? Mình đang có 10.000 tiền từ Đông Ấn Hà Lan. Nên đánh tiếp thì cũng hơi ấy. Thằng Pơ này thì sao? Pơ thì không có ai à. Đối thủ Xê-lan này thì sao? Quốc gia bảo hộ là Bỉ. Kinh. Đấy, đánh thằng đấm thằng này trước đi. Tê lắc. Kệ luôn. Ảnh nhân vật là mốt a à, ơ ảnh nhân vật là mốt, đúng rồi, quên, có cái mốt quần áo rồi. Đúng rồi, có cái mốt quần áo. Này cho Chiềng Mai đánh cũng được. Cho thằng đệ Chiềng Mai đánh cũng được. Đạn dược ở thị trường Việt Nam thiếu. Không sản xuất à? Có sản xuất nhưng vẫn thiếu. Ba mốt thôi, mình cứ trợ giúp đi. Chắc à, di chuyển bằng tàu luôn à? Đợi ban hành cái luật luật này chúng ta có nhiều tiền lắm. Bọn này không ăn được mình đâu. Brunei thì ngoài à, Brunei có mỏ vàng ấy. Rồi, chuẩn bị thôn tính Chiang Mai. Được bờ 800.000 dân. Bỉ. Bỉ có mạnh không? Bỉ có 10 tiểu đoàn thôi, sợ đéo gì. Nó đến được đây thì nó cũng mệt. Seragor
Cũng chẳng cần phải bồi thường chiến tranh với Bỉ. Ôi trời ơi, đã đứng về với Bỉ. Rồi. Nuốt Chiang Mai rồi. Thằng Anh bắt đầu phải lo chuyện bao đồng rồi đấy. Thần với pháp hay hơn. Thế nên chắc nuốt Trường Ma lấy mỏ chì trước, sau đó đánh miến. Hay là đánh miến luôn nhỉ? À, mình đang hòa bình với miến mà, chưa đánh miến ngay được. Thế đánh ACE vậy. ACE có phòng thủ với thằng này, nhưng thằng này nó đang cống tiền cho mình. 10.000 tiền cống nạp từ 5.000 tiền cống nạp từ Hà Lan, đánh nó thì bỏ cái khoản đấy đi thì cũng hơi phí. Thế thì chắc tạm thời chắc chỉ có nốt Chiang Mai đây. Chiang Mai cống cho mình mấy nghìn tiền này, 2.000 tiền không nhiều lắm. Chiang Mai là một tỉnh có 1 triệu dân, rồi nuốt về mình cũng được. Ok, Trường Ma chấp nhận luôn. Rất tuyệt vời. Rất là tuyệt vời luôn. Trường Ma về với mẫu quốc. GDP chúng ta tăng lên 24 triệu. Cơ quan hành chính Nam Kỳ đang xây. Tự do tín ngưỡng thì cũng hay, nó cũng giảm cái hỗn loạn trong quốc gia đi đối với những vùng đất theo những cái đạo khác nhau, nhà nước sẽ không ngăn cản nữa. Sáu mươi phần trăm vẫn chưa thông qua.
Mình có nhà máy sản xuất cái thuốc nổ này đúng không? Có hả? Nhà máy sản xuất thuốc nổ này mình cũng phải tăng sản lượng lên. Nhu cầu tăng thì sản xuất sẽ tăng đấy. Không biết gì phải lo cả. Thuốc nổ mình có hai cái cơ. Bây giờ mục tiêu ở đây là cũng hết rồi. Hiện tại đang thu tiền từ bọn này nên tôi chưa muốn đánh. Giải quyết các vụ cướp ở Chiang Mai. Mất 5 năm. Giữ chữ tiền còn 1,1 triệu, tiền là kiểu ngấp nghé. Tiêu chuẩn sống vẫn ok, chúng ta vẫn đáp ứng nhu cầu khá tốt. Mười lăm triệu dân đẳng giai cấp hạ lưu nhu cầu sống vẫn trong khoảng chi tiêu được, 55% đi làm vẫn bỏ ra được tiền. Về mục tiêu chúng ta phải chiếm được cái khu vực này nữa này. Khu vực này rất đông dân. Lấy được cái là chúng ta cũng không cần quan tâm nhiều đến khu vực này nữa. Công ty cổ phần. Ok.
82.000 tiền anh em thấy chưa? Đấy, để giúp cho chúng ta hạ được thuế xuống. Hạ được thuế xuống. Hạ được thuế xuống. Bởi vì chúng ta chưa nâng cấp được cấp xây dựng tiếp theo. Đấy, nên chúng ta có thể hạ thuế xuống. Đức Đức Anh đang kiểu vã nhau rồi. Đức Pháp Đức đang vã nhau rồi. Ly khai, có một phong trào ly khai Malaysia ly khai à, hỗn loạn cao quá mình không để ý. Hỗn loạn cao quá. Chào Hải Đăng. Ô Hải Đăng lên đầu đỏ kìa. Chúc mừng nha. Ok, hiệp định đình chiến với Hà Lan xong rồi. Sau trận chiến này chúng ta đánh ASEAN. Kiểu gì bọn Ấn cũng sẽ vào, chúng ta chiếm luôn một vùng này của bọn Ấn luôn. À bọn Hà Lan luôn. Hà Lan ở đây yếu, chúng ta có thể quét nó được. À, bây giờ có thể ban hành luật nhỉ, quên. Tự do tín ngưỡng. Cái này nó sẽ giảm bớt quyền lực của bọn thầy tu đi. Nga đang thân với chúng ta. Tăng quan hệ với Nga. Đấy, ngay nó sẽ cách mạng mà. Không sao, quân của chúng ta tập trung hết ở phần này. Bọn nó có loạn thì chúng ta đập một thể. Dẹp bọn này luôn một thể. Chúng ta có một quét là con đường tới chủ nghĩa tự do. Đó là tính hợp pháp của chính phủ vào 50 và không có chiến tranh. Đánh xong bọn này nhiều khả năng tính hợp pháp nó lại cao đấy. Hoặc là kỳ bầu cử tiếp theo. Chuyện đang hóa xưởng quân giới sức hút di kỳ ở Bắc Kỳ tăng thêm 4.000 điểm về nghiên cứu bộ lập cho cái này. Rồi đợi nổi dậy thôi,
đang định đánh nhau thì lại có nổi dậy. Thủy tinh thì lúc nào cũng thiếu, lúc nào là không thiếu cả. Thiếu không? Không thiếu, không thiếu, không thiếu. Ở đây ghi nhận không thiếu. Công cụ thì thiếu. Đó, công cụ thiếu rồi. Bầu cử 160 ngày nữa, Đảng Tự Do vẫn đang dẫn đầu. Lần này mà dẹp được Đảng Bảo Thủ thì Đảng Bảo Thủ sẽ bị mất rất nhiều quyền lợi, quyền lực. Làm thế nào ta có công nghệ học vấn cao, học càng giỏi thì nghiên cứu càng nhanh, đơn giản vậy thôi. Con đường tới tự do. Ta sẽ âm một tí. Rồi, họ các. Sau sắp tới cũng thay đổi thể chế sang bỏ phong kiến, bỏ vua đi, phế vua đi, kiểu gì cũng sẽ nổi loạn phát nữa. Đấy, thông qua được cái này rồi.
Trường học công lập. Cái này thì bọn là thầy tu chùa tư sản địa chủ sẽ không thích. Có nên lên Cộng hòa Tổng thống không? Hello, Võ ò tật, tụi tôn giáo làm quả vùng nổi dậy hơi căng. Dẹp tụi nó đi anh. Pie. Cảm ơn em. Trường học công lập. Trường học công lập thì không cao lắm. Bảo hiểm y tế thì ngon nhất rồi, cứ để thôi. Không cần phải đụng gì đến. Tách biệt thế này thì mình sẽ gần như mình phế luôn võ công của bọn thầy tu. Ở đây thì chỉ có mỗi bọn thầy tu phản đối lên mẹ công lập đi. Cắt luôn sức mạnh của bọn tôn giáo trước. Sau đó mình thông qua luật kia sau. Chúng ta sẽ bị âm tiền một chút. Bọn này tuy là đất nó nổi dậy nhiều nhưng mà vấn đề là bọn nó không có ấy, không có quân. Quân của mình tập trung ở miền Bắc hết rồi. Đó là lý do chúng ta tôi sa thải hết quân ở những vùng khác đi, chỉ để quân ở kinh đô thôi, thủ đô thôi. Để những cái lúc như thế này chúng ta sẽ loạn nó dễ. Malaysia khám phá ra cao su. Rồi, sau mỗi lần như thế thì chúng ta lại phải trở lại. Quản lý thế tục, bỏ bọn thầy tu ở trong trường học này.
Thỏa thuận thương mại với Pháp à? Ngon đấy nhỉ? Thị trường của Pháp. Thị trường Pháp có súng này, có pháo này, có đô sa xỉ phẩm này, có chì, có dầu, có những ngọc. Chấp nhận. Thế thì bố mày nhập đồ của Pháp dùng cho sướng. Nhập vào Pháp không mất hành chính, cứ nhập thôi. Tội rể. Xem hàng hóa nào thiếu thốn thì mình nhập. Em ở Pháp à? Pháp à, ít gỗ, ít công cụ. Ui giời, 225 tấn. Nhập luôn. Hóa chất. Pháp thì sao? Nhập luôn. Rồi, thêm được một công ty nữa. Tập đoàn gia công kim loại tăng tấn công của lục quân. Kết đồng minh được với rồi đánh a xe đi. A xe hiện tại là đang có ngoại giao với em, hiện phòng thủ với Hà Lan đúng không? Chơi nữa. Kiểu gì Hà Lan chả vào, Hà Lan có vào không? Không vào cũng biết sợ à?
gì đây? À, miến điện đứng với phía của bọn này. Thân nhau gớm nhỉ? Chí cốt nhỉ? Phòng thủ bọn này cũng cao ấy chứ. Bọn này lính cũng ngang mình á. Thế là chúng ta chiếm lĩnh được cái khu vực mũi này. Tội phạm ở đây. Chi tiền ra để trấn áp tội phạm. Khó nhỉ. Mười tám triệu dân, 25 triệu, đứng top 10 GDP à? Mình lo top 10 GDP toàn cầu à? Tiếp theo là đánh Zombie. Zombie có sự bảo hộ của Hà Lan. Sao tôi không đánh được bọn này? À, mẹ mày, quan hệ cao thế. Trục xuất nhà ngoại giao, anh tính số tăng thêm à? Hay rồi, nó giảm như vậy. Nó tăng tiếng tốt của mình với nó lại. 25. Thế thì mình sẽ bắt miến điện đi. Bắt miến điện trước. Để thế bắt miến điện. Bắt nó cống nạp. Đồng ấn sẽ tham gia. Ôi, Đại Thành. Xem quân Đại Thành à. 25, 29.
Đại Thanh tham gia 30, 40, 32, 35. Càng nhỉ. Quân của mình chỉ gọi là đủ dùng thôi chứ mình chưa gọi là đầu tư nhiều vào quân đội. Thằng Thanh vào thì hơi căng. Thế chúng ta lại phải đợi thôi. Đợi thôi. Sao ở bàn này cái lên thế lực này khó nhỉ? Thế lực to lớn này khó nhỉ? Đến bây giờ vẫn chưa lên được. Ai biết phòng thủ với Pháp à? Chấp nhận luôn. À, thế thì bị liếm biến thế nhỉ? Mình có Pháp cơ mà. Liếm miến điện. Liếm miến điện năm 1883. Như vậy là thay vì là Pháp đến nổ súng đánh Đông Dương thì Pháp liên minh với Đại Nam năm 1883. À. Như vậy là không còn sự kiện là Pháp nổ súng đánh vào Đà Nẵng nữa rồi. À, chúng ta thử thiết lập cống nạp ngay lập tức thôi nhỉ. Bây giờ mà thằng Thanh đánh, nhưng mà thằng Thanh phòng thủ này là thằng Thanh nó có vào được không nhỉ? À, từ từ. Phòng thủ là mình bị tấn công thì mình nói với phòng thủ, chứ còn mình tấn công thì nó đéo phòng thủ đâu. Ờ đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không nhầm được thế đấy. Công sự dã chiến. Mình bị tấn công cơ. Với tầm mình thì bị tấn công thì hơi khó. Ok, đồng ấn Hà Lan, tốt quá. Em đang cần cái điều đó. Thế thì chuyển giao thằng Zambi này về cho mình này. Là một. Cái vùng này là bao nhiêu dân? 200k dân à. Vùng này có cái vị mẹ gì không? Vùng này có Lưu Huỳnh, khá nhiều Lưu Huỳnh. Vậy chuyển giao Nam Sumatra về cho mình.
cũng không ấy đúng không, chinh phục Nam Sumatra đấy là khu vực này, và thêm một cái bồi thường của Ấn, được chưa? Thế thôi, không nhiều. Quất nó đi. Ba tư ba chín nó cũng đam cũng to, nhưng vấn đề là nó lực lượng của nó ít ít. Lực lượng của nó ít. Tức là cái lực lượng dự bị của nó tiếp 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 tế nó ít này, cái cột xanh của nó chưa được một nửa. Nên chắc chắn là nó sẽ chết thôi. Đàn áp. Đàn áp bạo lực ngay ở đây cho cái AC nó hạ xuống cái. Ok có. Phải có nổi dậy à? Miến không phải đối thủ của mình. Miến chắc chắn không phải đối thủ của mình. Đông Ấn cũng không phải đối thủ của mình. Chúng ta thắng toàn diện. Còn bọn nó chết như cả dạ. Mình mới chết 25.000 rồi. Nó chết 50 mấy nghìn rồi. Ủng hộ thằng Anh phát. Ok, miến cống nạp. Miến đã trừ hầu rồi. 4k tiền đều luôn.
Ok, trường học công lập. Thông qua lượt thứ hai. Bầu cử, Đảng Tự do lại tiếp tục nắm quyền thôi. Sự tàn bạo của cảnh sát. Chúng ta có thể giảm xuống, xong rồi chúng ta lại tăng lại. Ok. Ba mươi triệu GDP, gần 20 triệu dân. Cách mạng kịp không? Nếu mà cái này thông qua, cái này có một nấc nữa, 24% thông qua được thì cách mạng sẽ bị dập tắt. Ít quá. Bế tắc cách mạng ở Chiang Mai. Rồi Đảng Tự do.
Bê tông cốt thép. Xây dựng cho nhanh. Rồi thông qua đi nào. Quá mã chưa được. Fucking shit. Cách mạng này cũng không tăng được, lên tầm 70% mà nó sẽ bị âm rồi. Tức là cách mạng này sẽ là cách mạng không thể xảy ra, nhưng mà cứ kéo dài cái cách mạng này thì chúng ta sẽ luôn luôn bị cast những cái búp rất là bất lợi. Nên tốt nhất là nhanh nhanh chóng chóng mà hoàn thành xong đi. Cứ mỗi lần nổi dậy này cứ phải check lại cái anh đánh Thanh. Thanh trên chế độ gì đây? Đế quốc phong kiến. Hello, cutie pie. Sao mà cần kết thúc vào năm 1936 về anh?
Game là thế em. Game đến lúc đấy là nó hết. Như một mốc kết thúc ấy. Bây giờ thực ra tôi đang đợi cái... À đúng là tôi nên nghiên cứu cái này trước chứ. 3 năm chưa nghiên cứu được. Tôi đang đợi cái cấp xây dựng cấp tiếp theo. Bởi vì nâng cấp cấp tiếp theo thì sợ rằng cũng sẽ âm tiền thôi. Chỉ cần mình nâng được cái cấp xây dựng cấp tiếp theo thì mình sẽ xây dựng rất là nhanh. Lúc ấy mình mới đầu tư mạnh về quân sự. Bởi vì cái tầm này mình đầu tư quân sự sớm mình cũng chưa làm gì được đâu. Cái quan trọng là chúng ta sẽ đột phá ở cái mức xây dựng cấp khung thép. Lúc đấy thì chúng ta sẽ xây dựng, năng lực xây dựng toàn quốc của chúng ta sẽ rất là mạnh. Thì lúc đấy chúng ta mới bắt đầu... xây dựng quân đội. Chưa được. Về không luôn anh em. Đéo hiểu được. Bọn công nhân này nó lại theo bọn tôn giáo này. Đéo tham gia được. Cày. Mẹ rồi nói chi. Thế tư thục thì sao? Tư thục ủng hộ 10, ủng hộ 51%, cơ hội 19. Chán. Sẽ còn xây được cái gì được không? Đang tranh thủ thằng dự trữ tiền của chúng ta là 6 triệu. Cảm ơn Trung Bùi. Thế thì ban hành tư thục đi. Ít nhất là loại bỏ thằng thời tu. Cho thằng này là tăng tỷ lệ lên 51%. Phe cấp tiến theo bọn này rất đông. Như dữ liệu dân cư chúng ta để thấy rằng là bọn nông dân nó theo tôn giáo rất đông. Thành ra là bọn tôn giáo này nó đang rất có tiếng nói với những tầng lớp bần nông. Đấy, những tầng lớp học vấn không cao rất dễ bị lời nói của các thầy tu gọi dụ dỗ theo. Nên chúng ta cần cắt đi cái quyền lực của bọn này đi.
sức mạnh chính trị trừ đi 25%. Đồ đỏ là 1 năm, 12 tháng. Nhìn qua tình hình, miến đã đặt chư hầu của chúng ta rồi. Chúng ta chiếm khu vực này rồi. Đông Ấn Hà Lan thì đang đình chiến với mình. Mục đích của chúng ta sẽ là chiếm cái khu vực Java. Đảo Java là một đảo rất đông dân. Nếu mà đã đánh đến Indo thì là phải chiếm đến Java. Nên Java chúng ta sẽ chiếm, bởi vì chiếm Java cái là chúng ta sẽ lên đến gần 10 triệu dân, ít nhất phải thêm được gần 10 triệu dân nữa là sẽ rất là khủng khiếp. Đấy, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là chiếm Java thôi, chiếm Java là đủ, không cần nhiều. Chiếm Java xong thì chúng ta sẽ bắt đầu tính đến con đường đánh Thanh. Lúc đấy là dân số của chúng ta sẽ chạm ngưỡng hơn 30 triệu dân là chúng ta sẽ đánh Thanh được rồi. Đánh Thanh hòm hòm thì chúng ta bắt đầu tiến đến châu Âu. Rồi mới đi xong các sắp, đúng rồi. Lúc chiều nay là 59.900 rồi. Chào Mon. Còn Manalot còn 10 ngày nữa ra là biết giá cả cây ở. Sao nó không đề giá nhỉ? Tôi cũng không hiểu. Trường học tư thục hiệu quả khi người dân đã giàu lên nhiều. Thật ra thì mình thông qua chủ yếu phần nhiều là mình muốn cắt cái tư tưởng của bọn tôn giáo nó tiêm nhiễm vào bọn trẻ con lúc đang học. Chúng ta cắt cái đi là chính. Để chúng ta hất bọn tôn giáo ra. Chúng ta hất được bọn địa chủ rồi, bây giờ phải hất được bọn tôn giáo ra. Mục đích mình là thế. Mà với lại đất nước của mình thì cũng tương đối, cũng không phải là nghèo nữa rồi. Cũng thuộc dạng xanh xanh ở khu vực châu Á rồi. Học thức cũng cao. Nhưng cảm giác không tăng học thức nữa nhỉ. Một cái nghị định của mình là anh chưa thuộc địa không không em? Đánh Thanh mình lấy Tây Tạng. Đúng rồi, mình lấy Tây Tạng trước. Trước đó thì mình sẽ mình miến nước của mình rồi nên mình không ạ. Đó là yêu cầu luật phụ nữ làm chủ. No. Không có hòa ước gì với bọn này hết. Trước tiên là cứ làm 4 cái tàu ở đây đã. Hạm đội 1 để thế lên. Làm 5 cái tàu đó. Làm một hạm đội ngon ngon. Còn đối đầu Đại Thành, mẹ nó phong tỏa cảng của mình hết thì cũng vãi đái. Mẹ nó chưa được. Ok.
phát nữa. Cắt bọn tôn giáo đi, bọn nó tiêm nhiễm vào người dân hơi nhiều. Ok, cái này nó tăng sản lượng. Công trình khung thép 3 năm cửa, không có nào ngăn bọn hơn nào. Uy tín 10%. Cũng được, tôi đang cần lên thế lực to lớn. Mình đang là thế lực vô thừa nhận. Uy tín của mình đã không cao, cần những cái búp tăng uy tín lên. Chà, đánh nhau. Thông qua. Đi. Con mẹ mày. Mẹ thông qua luật như một trò đùa. Cày đéo chịu được. Sức mạnh chính trị của bọn này được cười. Bắt giữ hàng loạt bọn địa chủ, cái tội lá tuét. Đời sống nhân dân vẫn đang ok đấy. Cấp tiếp theo của đời sống nhân này là an ổn đúng không? An ổn là 21 à? 21. Ủa thế còn sôi. Trên 20 thì mới gọi là cuộc sống trung bình của người dân là ok. Man. Rồi, qua là cắt được bọn chó ấy rồi. Bây giờ tôi cần một cái luật không kiểm soát di cư. Không kiểm soát di cư này cũng dễ, một luật rất là quan trọng để cho chúng ta có thể tuyển được những thằng kích động. Thế nên là cũng đây có một luật rất quan trọng. Nên lấy mẹ luôn cái này đi, có vẻ tỷ lệ cũng cao. Nhưng mà thằng nông dân nó cũng không đồng ý đâu. Thì cũng là một cơ hội để chúng ta đá thằng nông dân ra khỏi nội các chính phủ. Nông dân giờ lỗi thời rồi. Rồi, cái này đang hơi âm này. Thuế ở đây đang thấp này. Tội phạm của tổ chức.
cực cao. Cực cao luôn. Thông qua rồi. Liệu cái này có kịp chạy trước khi cái này xong không? Phát cái này có vẻ thông qua dễ, phát đầu ăn luôn. Ok, công nghệ súng mới. Súng trường. Quá đi mẹ nhà mày. Nó dạy rồi. Để nó dạy lắm. Xây dựng bộ máy chính quyền. Nó còn cách mạng này chưa thể nào tính toán đi đánh nhau với thằng nào được. Bất đồng chính kiến. Cho nó nổi dậy con mẹ đi. À đéo nổi dậy ở đâu mà. À đảng tự do. Đảng tự do, đảng thương mại là bám sát đít nhau ấy. Rồi, nghiên cứu về quân đội rồi anh em nhỉ. Súng máy quay tay rồi. Này không tăng nữa.
Cái này bọn nó cũng không nổi dậy được, bởi vì nó đến cái ngưỡng 90 là bọn nó không lên được nữa. Đây cũng chỉ là một cuộc nổi dậy, suýt nổi dậy thôi. Còn mẹ. Trường học chuyển sang tiếp tục từ đời nào rồi. Từ đời nào đời nào rồi. Ơ à, sao bây giờ nó chỉnh lại. Mấy cái vẫn chỉnh rồi mà. Rồi, chính phủ vẫn ok. Mình bị phe cấp tiến phản đối nhiều bởi vì chúng ta đang trấn áp mẹ bọn tôn giáo. Chúng ta đang trấn áp tôn giáo nhiều. Kéo lên được. Học thức tụt. Người dân không có nhiều tiền cho con học trường tu nên học thức tụt. Nhưng mà cái đấy cũng phải làm thôi. Không có cách nào khác cả. Nếu muốn dẹp bọn này làm cách mạng thì phải chấp nhận thôi. Chỉ có điều là mẹ hy vọng nó nhanh, nhanh chóng chóng xong đi. Chúng ta đỡ ấy. Thuốc nổ khai thác. Chúng ta đỡ khổ 0.3, cái này không tăng lên nữa. Học thức giảm đó là điều chúng ta đã dự báo từ trước rồi. Bùng nổ công nghiệp. Trứng quá nhỉ. Năm 89. Gần 4 năm trôi qua mà vẫn chưa thông, chưa đâu ở đâu cả. Nó thông qua được. Chán nhỉ.
dặm quyền tự chủ của bọn này. Ê à, cũng mạnh ấy chứ. Đâu phải yếu đâu. Ôi trời ơi, 10% rồi. À, lên 90% là dừng rồi đúng không? Chà, cũng càng đấy. Hết đầu máy xe lửa. Cũng căng đấy, nhưng quân của mình đông hơn. À, thông qua rồi cả. Với cái lượt không cần dắt di cư này, thứ nhất là chúng ta thuê được những thằng kích động. Cái thứ hai là dân cư nó sẽ di chuyển sang những cái nơi mà thiếu việc làm. Những nơi dân cư thừa sẽ chuyển đi sang những cái nơi dân cư thiếu. Và ông có thể tuyển mộ những cái người dân nước ngoài vào cũng được. Nước của mình cũng tương đối là mở. Không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo nhiều. Thì đấy, tăng số lượng người làm lên. Nên luật này rất quan trọng. Không chấm 3, hy vọng là được qua. Thông qua đi con bà mày. Ok, giảm quyền tự chủ ở miến rồi. Ôi trời ơi. Bảy, nổi dậy rồi. Mẹ nó chưa nổi dậy rồi. 7-1.
9 phẩy mấy rồi. Có nên bỏ luật không nhỉ? Bỏ luật không? Ah, fuck. Luật này nó cũng ok nhưng mà nó không cần thiết quá. Bỏ đi. Nó cũng ok nhưng nó không cần thiết quá. Bây giờ xảy ra một cuộc nội chiến nữa. Rồi nội chiến đi. Tiền đủ không? Tiền 3 triệu. Giữ chữ. Cho nổi dậy đi. Hất mẹ bọn này đi. Chấp nhận phát lửa vậy. Dần dần. Liên minh thuế quan. Chấp nhận. Tham gia liên minh thuế quan thị trường thương mại của Pháp. Sẽ giúp cho mình có rất nhiều hàng họ đấy. À, chúng ta tham gia liên minh thuế quan của Pháp rồi. Thị trường của Pháp chắc chắn là rất nhiều đồ. Hợp lý quá nhỉ. Tham gia với Pháp thì tha hồ đồ mà xài. Cần biết. Công dân thế giới. À, anh Pháp mang quân đến đấy. Pháp quân 4254. 4254 cũng ngang ngang với tôi thôi. 4254 cũng chỉ ngang với tôi thôi. Quân nó cũng chỉ ngang mình thôi. Rồi nào chúng ta hạ được bệ được bọn nông dân khá khá đấy. Tí nó hồi về mà. Luật dân quân quốc gia thì nó sẽ kiểu như là nó sẽ kiểu như là những đội quân mà không đánh nhau thì sẽ cho nghỉ, không cấp lương. Không cấp lương. Nó sẽ cho giảm hết tối đa cấp độ của các quân đoàn lên xuống còn 5. Chỉ dùng dân quân tự vệ là chính, tức là dân quân huy động không chính quy ấy. Khi nào có đánh nhau thì huy động. Còn khi nào không có đánh nhau thì cho đi về nhà làm việc.
và chỉ duy trì một lượng nhỏ quân chính quy đồn trú thôi. Kiểu đấy. Anh đang đánh nhau với Thanh. Muốn lấy cái gì? Trao trả Triều Châu. À, càng nhỉ. Nhật, Nhật với cả Tây Tạng tham gia. Okay. Lại phải chỉnh lại từ đầu. Đợi dân vào làm lại đã. Anh nó vẫn thắng rồi. Thành, Thành mất, chắc mất đất to đấy. Phát này rồi, công dân toàn cầu bây giờ có thể di cư tẹt bô. Hạn chế lao động trẻ em, cái giúp tăng ấy. Lao động trẻ em không ai phản đối cả. Cái này sẽ giảm lao động xuống nhưng mà bù lại thì giáo dục sẽ tăng. Không ai phản đối thì mình cứ thông qua thôi. Nó lấy Tây Tạng á. Chuyển giao Tây Tạng ở năm trăm.
Mình có sơ múi được gì với bọn này không nhỉ? Mình có pháo cấp 3. Mình có pháo cấp 3. Mình có khoảng 100 tiểu đoàn. Thêm miếng điện một ít nữa. Chiếm được mấy tỉnh Vân Nam này không nhỉ? Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây. Chiếm mẹ luôn. Pháp là hiệp ứng phòng thủ cơ, nên mình công chứ chắc là Pháp anh nhỉ. Hàn Quốc thì phải có thuyền. Thuyền tôi hơi yếu, khó đổ bộ lắm. Đánh biển thì đánh được. Bây giờ nó đánh gần đây. Tôi đang thăng phân vân là không biết là nên lấy chuyển giao, có nên lấy chuyển giao Tây Tạng cho, không nhỉ? Sau đó mình lấy thêm đất. Lấy Tây Tạng, chuyển giao Tây Tạng, đồng thời lấy thêm Vân Nam. Nên lấy Tây Tạng hay là chiến tranh Việt Trung? Phần 1. Chúng ta điểm này cũng đang ok. Quân đội của chúng ta cũng đang ok. Có phải lấy cái gì, lấy cái tiền cống nạp của thằng Tây Tạng ấy, giống như thằng Miến Điện này. Bọn nó cống nạp cũng phải được ít tiền đấy. Lấy đất trước đi anh. Rồi, đánh nhá. Lấy Vân Nam này. Vân Nam có bao nhiêu triệu dân? 6 triệu dân. Quý Châu 4 triệu. Quảng Tây, Quảng Đông, úi giời, lấy Quảng Tây, Quảng Đông đây. Lấy hai tỉnh này giàu luôn. Trong hiệp, trong trận chiến anh Thanh thì là nó lấy Giang, à không, lấy Triều Châu. Ok, không liên quan gì đến Quảng Đông, Quảng Tây. Quảng Đông, Quảng Tây lấy được là chúng ta sẽ có khoảng 30 triệu dân nữa gộp vào Đại Nam. Quật mẹ thử xem nào. Bọn nó lấy thêm Quảng Tây nữa. Đánh thử, nếu đánh được thì loát lại. 30 triệu dân đấy. Rồi, gọi được Pháp vào. Ây à, Áo Hùng, Áo Hùng chưa vào. Áo Hùng mới chỉ gọi là ủng hộ thôi. Pháp vào không? Yêu cầu Pháp vào cửa đéo gì? Yêu cầu Pháp vào đánh cửa đéo ở đây. Yêu cầu chuyển giao bang. Mẹ là chứ nhỉ. Tôi kéo nghĩa vụ đã đồng ý. Nó đòi một bang của mình. Nếu cho nó mẹ Nam Sudan, mình đang định cho Nam Sudan thì nó không đồng ý ở đây. Còn mẹ thằng khốn nạn này. Ây chà chà. Nó sẽ giúp nhưng mà phải cho nó cái gì đấy. Ở đây nếu có gì để cho nó, Đông Dương mình cần rồi. ACE, Bắc Sumatan,
Nam Sumata nó đéo lấy, mẹ mình muốn cho nó cái mảnh này cùi mình cho nó được. Ace cho thì hơi hơi căng, Ace mảnh đẹp đấy. Bắt Sumaran với Ace. Mình có mảnh Bắc Sumatra này cũng có lưu huỳnh rồi. Mảnh này cho nó cũng được nhỉ. Cho nó ACE nhé. Đánh cho chắc. Đánh cho chắc Pháp vào đánh mới yên tâm được. Chứ không một mình tôi hơi căng. Để cho nó ACE. Ok, Pháp đứng về phía tôi. Có đại thanh chúng ta sẽ để quân ở chế độ phòng thủ thôi để cho thằng Pháp đánh anh em mình phòng thủ đã, đợi tình hình xem nào. Hợp thận phòng thủ biên giới phía Bắc. Nga đứng về phía đại thanh cả. Lôi kéo quốc gia, thường lôi kéo được Anh, lôi kéo được Đức. Anh đang đánh nhau về, anh đang đánh nhau mà. Anh đánh nhau thì thôi, lôi kéo Đức. Lôi kéo mục tiêu chiến tranh. Lôi kéo chinh phục bang. Cái đồng ý cái nào đấy? Nó có like cái nào đó rồi đâu. Ôi chết rồi. Bồi thường chiến tranh 15 điểm. Đấy đủ 15 điểm. Mẹ nó thiếu điểm ấy. 9 nữa đâu đủ này. Sao rõ ràng nó like rồi mà tại sao có một cái nó ở à đây. Triều Tiên 25 điểm. Triều Tiên à, 25 điểm thì cũng đéo đủ. Đéo đủ, đéo đủ. Ở đây tôi còn có 15 điểm. Bồi thường chiến tranh là 10 điểm. Ở đó vừa, mẹ, vừa đủ. Thế thì bây giờ loát lại ngay cái lúc vừa rồi tôi chọn cái kia đó. Bây giờ là bao nhiêu? Bây giờ là tháng 9 năm 891 đúng không? Chúng ta quay lại ngay cái đoạn vừa rồi trước khi tôi chọn cái bồi thường chiến tranh. Thử vô lô trước đã. Nhưng mà có Nga đấy. Quánh thử trước nhỉ. Đợi Pháp đánh nè. Thằng Anh đang đánh ở đây. Nên ở ở Hồng Kông. Hồng Kông Macau. Là thằng này cũng không được. À mẹ. Mình còn có miến điện nữa cơ mà. Pháp đến chưa em ơi? Đấy rồi. Pháp mang bao nhiêu quân đến đây? Trận này Pháp mang bao nhiêu quân đến? Đâu nhỉ? Đây đây đây. Pháp mang 46 ở đâu? 63 55 39 32 22 đông. Là bao nhiêu? 50. 100 tầm hơn 150. Tầm hơn 150 tiểu đoàn. Nga mang 57. 57. Đồng Nga mang đến đông. Nga mang đến đông đấy. Đã biết thế nào. Cứ thủ trước đã. Thằng Anh đang đớp ở đây rồi. Thuyền của mình an ninh bất động thôi. Thuyền đó mình không làm gì thuyền đó đâu. Úi giời,
xem là Liên Quân, Đại Nam, Miến Điện, Zambi, Cộng hòa Pháp đánh nhau với Đại Thành, Tây Tạng, Triều Tiên, Nga. Rồi, cứ phòng thủ rồi. Pháp đâu rồi em ơi? Pháp đến đây, Pháp đến rồi. Pháp nhập cảng đây rồi. Quánh chết mẹ nó đi. Đúng rồi, Pháp cầm 65. Quánh chết mẹ nó đi em ơi. Mẹ đồng đấy. 500 tiểu đoàn. Càng thế nhỉ. Bắc Kinh ở đâu đấy? Bắc Kinh ở đây. Không có thuyền. Lên đây đánh mẹ Bắc Kinh này. Được không nhỉ? Được không? Không có quân ở đây đâu. Địt mẹ là chứ quân tàu nó đến. Đi chó nhỉ. Vướng tàu rồi bọn này. Nó rút quân mẹ về đấy rồi. Nó rút 100 tiểu đoàn về đây rồi. Khó. Thành được cái đồng. Đấy, không đánh được phải rút về. Manpower không cung cấp đủ cơ. Thank you.
thuyền hỏng. Mẹ bọn anh nó bịt hết đường vào rồi. Bọn anh nó bịt hết đường vào rồi. Rồi bầu cử tiếp tục. Đảng trí thức thắng. Hello cutie pie. Úp tuổi thanh ở Thượng Hải á, đấm bắc kinh nghi binh thôi. Mở tiếp binh đấm ở Quảng Đông ba mặt. Thằng anh nó chiếm đất thành ra nó bịt hết đường của mình lên phía bắc rồi. Mình không lên được. Mà bây giờ thuyền này hỏng, mình không thể nào lên đổ bộ Bắc Kinh được nữa. Hết đường để đánh lên Trung Quốc. Trắng không ngờ Thành kiệt quệ chuyện này không? Thành chắc chắn là đang kiệt quệ. Nó không thể còn tiền nữa. Pháp Nga đánh nhau ở chỗ này. Mà mình đã không có tàu để bắt được nó ngay thật. Thiệu kinh ở đây rồi. Cầu chờ cho con đồ bộ được phát này. Chỉ cần chiếm đất thôi là nó sẽ giảm tiền. Đánh như này mà mãi chưa thua. Kinh nhỉ. Đây ơi. Còn bà chúng mày. Exactly. Exactly. Đạn này ở nhà thủ. Cho không cho bọn Nga đổ bộ bờ biển. Exactly. -4 rồi. Âm rồi. Đó là điều bố mày cần đó. Phòng thủ giữ. Nga vào thì đéo được đất của anh. Không vào được đâu. Thủ rồi, đây rồi. Quân của ai đây? Quân của Miến. Rồi quân Miến đến thủ. Thủ đi em ơi. Ôi giời, Pháp đầu hàng. Pháp đéo tham gia nữa. Fuck you. Thôi không sao, cố lên, cứ thủ đi. Đạo này thì không đi đâu được. Ở nhà mà thủ nhà. Cứ thủ thôi. Thủ thôi em ơi. Thủ thôi. Thủ bằng chết thôi em ơi. Thủ rồi. Thủ. Ở đây. Đề xuất hòa bình. Đồng ý rồi. Hòa bình rồi. Oh yes. Fuck yes. Yes! Yes! Oh, fuck! 50 triệu dân! 50 triệu! Xe! Ây xe! Hai! Chiến thắng! Đại Thành! Xấu xé!
nó phải vậy, câu chuyện nó nhìn là như vậy, nhưng mà... câu chuyện nó là như vậy đó anh em. Yes. Quá thơm. 30 triệu dần. Đấy. Đùa đâu. Thế là Quang Trung không cần thời Quang Trung không làm được đến thì đến thời nhà Nguyễn làm. Cụ thể là vua Tôn Thất. Vua Tôn Thất làm được. Hello cutie pie. Húp 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 húp. Húp thôi chứ còn thế nào nữa. GDP 50 triệu. Gọi là tăng vọt. Vọt sờ vọt luôn. Chúng ta có 2 tỉnh, mười mấy triệu dân, cực kỳ đông dân. Xây dựng cứ gọi là nhẽ thôi. Quảng Đông rất đông dân, xây cái gì cũng ngon. Để xem dân số mà à chưa hợp nhất lãnh thổ. 300.000 người đang thất nghiệp. 100.000 người đang thất nghiệp ở Quảng Đông. 300.000 người thất nghiệp ở Quảng Tây. À, hành chính. Úi giời.
Đường dây không bị thiếu đâu, nó cái đấy nó chỉ là cái thông báo nhất thời thôi. À, lên thế lực to lớn rồi, thế lực vô thừa nhận rồi. Chúng ta top 14 thế giới. 52 triệu GDP, đứng thứ 9 toàn cầu. Đừng có đùa với Việt Nam nhá. Đừng đùa. Không có đùa được đâu. Nếu chúng ta mất chỗ này cho Pháp, nhưng mà chúng ta đổi lại một vùng đất cực kỳ rộng của Trung Quốc cũng ngon, đúng không? Not bad đi chứ. Bây giờ xây dựng, xây công trình xây dựng cái Đông Quảng Tây có khi là làm 4 phát cho đến 5 Tây cho đến 5. Đấy, thoải mái tiền, chắc là trụ được. Đấy, cho nó xây dựng đột phá lên đi. Bây giờ mình phải thông qua trường học công lập thì cái học thức này của mình nó mới nảy lên được. Quảng Đông, Quảng Tây còn chưa có trường học. Quảng Đông, Quảng Tây còn rất nhiều cái phải xây. Ok, xong được cái này. Chúng ta qua thông qua cái tách biệt hoàn toàn này để đá bọn thầy tu hẳn hoàn toàn ra khỏi nội các, ra khỏi mẹ hệ thống chính trị đi. Hai mươi bảy phần trăm ủng hộ. Đấy, có nổi dậy cao thôi, không đáng lo. Chúng ta đang có thị trường, liên minh thị trường với Pháp, thế nên là chúng ta không thiếu hàng. Đó là lý do vì sao mà không thấy có thông báo, không có thấy có thông báo về thiếu đồ gì cả. Có Pháp nên là rất là ngon. Cố duy trì. Thành vẫn đánh nhau cơ. À mà chúng ta đang có búp của Thanh nữa. Đại Thanh đang bồi thường 57.000. Nó bồi thường 57.000 nên mình cũng ngon. Anh nhìn như là nó chưa đạt được cái mục tiêu của nó hay sao ấy. Tại sao nó chưa đạt được mục tiêu nhỉ? Tôi chưa hiểu lắm. Tại sao nó không trừ tiếp? Chuyển ra Tây Tạng. Rõ ràng nó chiếu Tây Tạng rồi mà. Tại sao cái điểm của nó không trừ nhỉ?
không trừ, nó dừng ở không, không hiểu. Nó chiếm được Triều Châu rồi mà. Nó chiếm được Tây Tạng rồi. Đều là những mục tiêu mà nó cần, tại sao nó không âm? Vẫn quân chủ lập hiến. Chắc phải đánh lên Bắc Kinh. Nhưng mà cũng sớm muộn thôi. Đánh lên Bắc Kinh là câu chuyện sớm muộn thôi. Đại Thành sắp phá sản chưa? Không không. Không sao. Kể ra bọn nó đánh nhau cứ loạn cào cào thế, mình lại người hưởng lợi. Thế nào gì? Công nhận không anh em? Mình cứ ngư ông đắc lợi, ngồi ở giữa. Chúng mày đánh nhau tí, tao hết 5 năm bố mày vẫn còn đánh nhau là bố mày nhảy vào tiếp. Bố mày cắn thêm mấy tỉnh nữa. À, qua rồi. Tây Tạng. Khổ thân Đại Thanh. Tiểu đoàn có thể quân dịch, có thêm được nhiều quân đoàn hơn. Chủ nghĩa toàn dân tộc. Đấy là cái công trần khung thép để nâng cấp lên, nhưng mà nâng cấp sợ âm lắm. Khả năng cao là âm. Khả năng cao là âm. Bây giờ trong lúc thằng Thanh nó đang cống nạp tiền cho mình thì mình có thể hướng đánh ra thằng Đông Ấn lấy Java. Java lấy được đảo Java, chúng ta cũng thêm 10 triệu dân nữa, là mẹ cũng chạm ngưỡng 60 triệu dân. 60 dân số hiện tại đang đứng thứ 6 toàn cầu. Top server là thằng Đại Thanh với 352 triệu dân. Ấn Độ 160, Nga 84, Anh 83, Mỹ 62, Đại Nam 50. Lấy được đảo này chúng ta sẽ lên được 60 triệu dân. Khá ngon đấy. Ừ thì đấy, biết là danh tiếng rồi, em phải đợi. Đã lấy đâu. Gọi chớp thời cơ. Thấy Thanh bị đánh cái là liếm ngay. Bây giờ quan trọng là lên được công trình khung thép. Nâng cấp lên công trình xây dựng cấp 3. Thì lúc đấy chúng ta xây dựng nó mới đột phá được. Lúc đấy bắt đầu mới tập trung vào quân đội. Rồi có vẻ như là đường sắt ở... Không. Cả có hết rồi. Cứ duy trì trong trị thường Pháp. Đối tác với Pháp như này là chúng ta rất là ngon.
Dự trữ vàng nhiều lên một tí nữa. 9 triệu vàng dự trữ. Tách biệt được cái tôn giáo này ra là đẹp. Xong rồi lên trường học công. Trường học công lập. Đất nước vẫn đang ok mà vẫn theo quân chủ lập hiến. Vua gọi là hình tượng thôi. Chủ yếu là luật pháp sẽ thông qua quốc hội. Mô hình quân chủ lập hiến này thì nó vẫn tồn tại đến bây giờ. Như kiểu Thái với Anh cũng có đấy. Nên mô hình này nó cũng tương đối tiên tiến. Đây là chuyển sang có thể mời gọi được những thằng kích động. Để xem có luật là nhà nước vô thần. Nhà nước vô thần. Cộng hòa tổng thống. 3 slot. Nhà nước vô thần và Cộng hòa tổng thống. Kêu gọi mấy thằng kích động bên ấy nhỉ. Chuyển sang chế độ Cộng hòa tổng thống nhỉ. Hay là nhà nước vô thần. Nhà nước vô thần. Thằng Vương Trương này thì nó cũng ủng hộ phong trào của nhà nước vô thần và nó cũng ủng hộ về lập trường Cộng hòa tổng thống. Thằng này chỉ là bãi nô thôi, bãi nô thì lạc hậu lâu lắm rồi. Đây, mấy cái thằng này nó theo những cái chủ nghĩa thực chứng. Và chắc phải thay đổi chế độ rồi. Cái Cộng hòa tổng thống. Cộng hòa tổng thống thì nó sẽ như nào nhỉ? Thẩm quyền thêm 100. Mất đi 100 thẩm quyền. Đảng trí thức đang lãnh đạo nội các rồi thì mình không cần thiết phải cho một thằng nội các vào, cần không nhỉ? Đây, cho thằng này vào, nó ủng hộ nhà nước vô thần và thằng này nó cũng ủng hộ Cộng hòa tổng thống nên cho thằng này vào. Đẹp này, thằng này nó cũng nằm trong chính phủ quân sự. Nhưng mà cho một thằng quân sự vào hơn nữa. Đấy. Cũng làm tuyển vào một phát thôi. Thằng đấy nó sẽ... Và cho thằng đấy... lãnh đạo... phe... Chưa cho được. Chưa cho được. Xây dựng bây giờ mà chưa lên cấp 3 rồi thì cũng không xây dựng nhanh được. Phải đợi nghiên cứu công trình khung thép đã. 42.000 tiền mà thuế chưa mắc. Ok ok. Thông qua được cái này nữa là ngon. Đấy, thằng này bắt đầu nó ủng hộ nhà nước vô thần này. Đá thằng lãnh đạo hiện tại đi được lên thầy được. Chào.
Đó. Chắc không? Đó. Không đúng đâu nha. Lý thuyết sai nha. Ok. Năm phần trăm hơi thấp. Nhà nước vô thần thì giới trí thức lại phản đối. Đó. Rồi, thôi chúng ta dừng ở đây. Như vậy tập hôm nay chúng ta khá là ok khi lấy được lực lượng Quảng. Quang Trung không lấy được thì nhà Nguyễn lấy cho. Thêm hơn 20 triệu dân và rất nhiều tiền từ hai tỉnh này, rất giàu có. Chúng ta bùng một phát lên đứng thứ 14 thế giới và đứng thứ 9 về GDP. Rất ngon. Rồi, hẹn anh em buổi sau cho tiếp tục sau. Xin chào và